Minh Toàn xin mến chào cô chú và các anh chị. Hiện tại là Minh Toàn đang có mặt tại tầng 3 của ở tầng 2 của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, và trong này là cái nơi mà trưng bày các tín ngưỡng của người phụ nữ Việt Nam. Minh Toàn có một số cái video về cái Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam này rồi, thì nếu cô chú anh chị quan tâm, chúng ta có thể xem thêm ở trong cái video ở trong kênh mà cô chú anh chị đang xem về các video mà Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Và không biết là cô chú anh chị nào đã đến Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam chưa, và cảm nhận của cô chú anh chị về những cái đồng phục cho đến tất cả mọi thứ. Thì rất mong cô chú anh chị chúng ta hãy để lại bình luận ở dưới video để cho mọi người được hiểu thêm. Thì cá nhân Minh Toàn cũng là một người đi du lịch, thành ra là Minh Toàn cũng không biết nhiều về Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Đây là cái khu trưng bày tín ngưỡng. Đây, cái này là múa hầu đồng. Hầu đồng nhiều người hầu đẹp lắm, nhảy đẹp lắm, mà rất là vui, cũng khá là vui, vung tiền đấy. Đấy, vung tiền. Còn đây là một cái đội nhạc. Trong này là chủ yếu là thể hiện các cái ảnh hầu đồng. Đây là một cái mâm quả này. Đây, giá này giá cũng hình như giá gì. Đây có một cái phòng chiếu phim. Đây mới là chiếu phim gì? À, chiếu phim hầu đồng. Đây có một cái cối xay. Cái này có 4 tầng thì Minh Toàn đã vào cái tầng 3 và tầng 4 rồi. Bây giờ Minh Toàn sẽ xuống dưới tầng 1. Đây là quả bầu. Quả bầu được đặt trong đôi gánh. Và chúng ta cũng có thể là tự gánh để chụp ảnh. Đến đây thì chúng ta có thể là choàng đôi gánh để chụp ảnh, hay là chúng ta có thể tự xay cối như cối này. Có những nơi là người ta cho sờ vào hiện vật, có những nơi người ta không cho sờ. Ở nơi này là người bạn cùng tương tác, thành như chúng ta có thể là sờ vào hiện vật được. Đó. Bây giờ Minh Toàn sẽ xuống dưới tầng 1 với cô chú anh chị. Thì Minh Toàn xuống tầng 1 nhé. Ủa, ở trong này có gì nữa đây? À, trong này là trưng bày các cái hiện vật như bắt cá. Đó. Và đi nương, làm nương, làm rẫy. Khi vào bảo tàng thì nếu cô chú anh chị mà muốn hiểu thêm về bảo tàng mà không có người chứng minh, không có người hướng dẫn viên du lịch, thì cô chú anh chị có thể mua cái vé, mức vé là 60.000 đồng để chúng ta có thể là được thuyết minh tự động, giống như của Minh Toàn này. Đây, giống như của Minh Toàn đây. Chúng ta đây là mua vé 60.000 và có cái thuyết minh tự động này, đến đâu là ví dụ có số bao nhiêu chúng ta đánh số bao nhiêu là có thuyết minh cho chúng ta đấy các anh chị. Đây, còn đây là cái đổ bếp. Đấy, chính phủ bếp ngày xưa đun nước là kê đá nó đúc củi biên giới như thế này, bây giờ thì khác. Hay là các cái mũ.
Đây, bây giờ mình toàn sẽ xuống dưới tầng 1. Tầng 1 thì bên phía tay trái chúng ta đi vào đây là có cái gì? Wow, à đây là trưng bày các cái đồ này là đồ vàng mã. Ở đây thì có các cái màn hình để cho chúng ta xem bên những hình ảnh. Đây là tầng 2. Đây là tầng 2. Xin lỗi cô chú anh chị, đây tầng 2. Đây có cái điệu này, điệu trẻ em này, người dân tộc. Đây là cái đi nương và cái này là cái dao để làm nương giấy. Đây là dao vùi, dao xà gà. Đây sẽ làm đường rất là hay ha. Đây là đồ tách bếp, là đồ tắm của người phụ nữ Việt Nam. Đây là cái gai bổ kết và tỏi để treo trước cửa để trừ tà. Còn chỗ này là cái tách để đứng than để sinh nở, kết hội đầu và lá bồng thì để sinh. Khu vực này là khu vực thiết bị y tế sinh. Còn trong khu vực này là đang trưng bày một số cái đồ hiện vật. Rồi, có em gái tây khá là xinh luôn ha. Ồ, đây có một cái cưới, phòng cưới rất là đẹp. Đấy, phòng cưới rất là đẹp luôn. Phòng cưới và đồ cưới, trang phục cưới của bà Tòng Thị Thương. Và đây là một cái buồng cưới của người dân tộc. Khu vực này là khu vực bà cái gì mà nhìn sợ, giống áo của dâu vậy, y phục của dâu, đúng rồi, y phục của dâu. Đây là y phục chú rể và đây là y phục của lái mặt của cô dâu. Màu đen là y phục lái mặt. Đây là một bộ đồ của người Huế. Đây, bây giờ mình toàn sẽ xuống dưới tầng 1. Cái này có 3 tầng thì tầng 2, tầng 1, à, tầng 3, tầng 1 thì hình như là chỉ là đồ lưu niệm. Hình như tầng 1 chỉ có đồ lưu niệm thôi chị nhỉ. Tầng 1 là đồ lưu niệm. Chúng ta tầng 1 đây là Đức Mẹ, tượng Đức Mẹ. Trong này là đồ lưu niệm.
Đây là phòng khám phá này. Đây là các tinh dầu này. Nói chung trong này là bán đồ lưu niệm. Thế là chúng ta đã đi hết bảo tàng phụ nữ Việt Nam tại đường Lý Thường Kiệt, thành phố Hà Nội. Và Minh Toàn đã có mấy video về bảo tàng phụ nữ Việt Nam này. Nếu cô chú anh chị quan tâm thêm thì xin mời cô chú anh chị xem thêm các video ở trong kênh mà cô chú anh chị đang xem. Nếu cô chú anh chị mà muốn xem thêm các cái video mới thú vị và cũng là người đầu tiên để xem thì cô chú anh chị hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí để là người đầu tiên được thông báo, như là người đầu tiên được xem mỗi khi mà kênh có những video thú vị. Cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại cô chú và anh chị trong những video tiếp theo.